Trời ơi, gọi nhiều thế. Nhiều quá. Anh đang làm một cái YouTube. Dạ. Trong sân cỏ trong ngoài được biết. Sửa chữa lớp manto, ứng cái bụng, free your flow. Xin chào cả nhà. Như vậy là vlog ngoài đường pit đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để ngày mai tác nghiệp trận đấu mở màn của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh gặp câu lạc bộ Khánh Hòa ở trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất mùa giải 2023-2024 rồi cả nhà. Theo như quan sát của mình thì chiếc xe chở các cầu thủ của câu lạc bộ Khánh Hòa đã đậu sẵn ở đây rồi, trong khi là chưa thấy xe của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đến. Không biết là giờ tập của hai đội có thay đổi gì hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Bây giờ thì hy vọng là sẽ được vào trong sân để tác nghiệp. Tại vì thường thì trước một cái buổi tập như thế này thì cũng có thể là tập kín, không cho báo chí tác nghiệp hoặc là chỉ cho tác nghiệp khoảng 15 phút thôi. Bây giờ thì mình sẽ vô để hỏi đã. Hello anh Vinh. Vinh lộn rồi. Dạ. Quang. Quang, Vinh Quang lộn. Anh muốn anh Vinh, muốn anh Vinh về Phú Nhuận. Anh Vinh về Phú Nhuận hả? Anh Vinh chủ nhiệm Phú Nhuận mà. Hôm nay đội sao anh tập? Anh qua đang tập. Còn thành phố mình? Thành phố 5 giờ. Ờ vậy ngon. Dưa mà. Dạ quá ngon. Dạ. Trời mưa hả? Mưa không cho tập. Dạ. Banner đang được chuẩn bị hết rồi nè cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa. Quá đẹp luôn. Đó, công tác chuẩn bị cho trận đấu vào tối ngày mai. Dạ. Side together. Dạ. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai. Đâu để em coi. Ủa này tập mở hay tập kính vậy anh? Kính. Cần nói mình quay lén đội nữa, tiết lộ. Công tác chuẩn bị cho trận đấu khai mạc của V-League 2023 trên sân Thống Nhất đã bắt đầu được thực hiện rồi cả nhà. Trận đấu ở sân Thống Nhất thì chưa có VAR. Hello em. Kia là tổ trọng tài, đúng không? Ồ, vậy là có anh Châu. Đây là các cầu thủ của câu lạc bộ Khánh Hòa. Em có xin lỗi, anh cứ quay thêm xíu đi. Cảm ơn em. À đội cũng mới vô thôi hả? 4 giờ tới giờ. Thôi kệ, tranh thủ một xíu. Về lực lượng của câu lạc bộ Khánh Hòa thì huấn luyện viên Võ Đình Tân ký 33 cầu thủ và đăng ký 30 cầu thủ tham dự giải đấu năm nay. Một cầu thủ rất là quen thuộc đó là Lê Duy Thanh, mang áo số 8, có thể nói là trụ cột của Khánh Hòa. Đằng xa là huấn luyện viên Võ Đình Tân. Wow, ngoại bình này cao quá.
Mình thấy trời đen thui rồi. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì mùa giải 2023-2024 sẽ là một mùa giải khó khăn dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Tuy nhiên là ở mùa giải năm ngoái thì họ cũng bị đánh giá là rất khó khăn, nhất là giai đoạn lượt về. Nhưng mà cuối cùng thì Khánh Hòa đã trụ hạng sớm. Và đó là lý do mà đội bóng này được đánh giá là có lối chơi rất khó chịu và có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ nếu như thi đấu chủ quan trước đội bóng này. Đây là thủ môn Nguyễn Tấn Mạnh, người tưởng chừng đã giải nghệ rồi. Và thậm chí là ở mùa giải năm ngoái thì Tấn Mạnh còn về câu lạc bộ Bình Dương, vừa đóng vai trò là thủ môn dự phòng nhưng thực ra là trợ lý huấn luyện viên thủ môn cho anh Nguyễn Đức Cảnh. Bây giờ thì Tấn Mạnh đã quay trở lại và thậm chí là đăng ký thi đấu luôn. Tấn Mạnh cũng đã có quãng thời gian đóng góp cho đội tuyển Việt Nam ở năm 2018 khi đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup. Năm 2018 thì Tấn Mạnh đã cùng với Văn Lâm là những thủ môn chính của đội tuyển Việt Nam lúc đó. Tuy nhiên là Tấn Mạnh không bắt trận nào. Mặc dù vậy thì bạn ấy cũng là nhà vô địch của AFF Cup năm 2018. Đây là những hình ảnh về phần tập luyện của câu lạc bộ Khánh Hòa để chuẩn bị cho cuộc đối đầu vào lúc 19h15 phút tối ngày mai. Và chúng ta có thể thấy là về lực lượng thì Khánh Hòa ít có những tên tuổi nổi bật. Tuy nhiên là các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Võ Đình Tân thì luôn được đánh giá rất là nguy hiểm về cái sự khó chịu mà họ có thể gây ra cho bất kỳ một đội bóng nào. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là liệu ngày mai thì Khánh Hòa có thể tạo ra được bất ngờ ngay trên sân Thống Nhất này hay không. Và lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra sân tập luyện. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là trên trời thì đã mây đen đã kéo đến rồi. Không biết là một chút nữa thì có mưa hay không, và nếu có mưa thì có ảnh hưởng đến buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành hay không. Tại vì ban quản lý sân thì họ rất là kỹ lưỡng. Nếu mà trời mưa thì sợ là không cho các cầu thủ tập luyện vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của mặt cỏ ngay trước thềm trận đấu mở màn ở trên sân Thống Nhất. Đúng như mình nói rồi, trời mưa rồi. Hello Khôi, may mắn mùa giải nha. Ok. Cố gắng nha. Cố gắng nha. Trời ơi, mưa rồi, mưa lớn rồi. Đúng như mình dự đoán. Đến buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì trời đã đổ mưa. Chưa thấy các thành viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
nhạc. Hello anh. Hello Tuấn Mạnh. Sau khi câu lạc bộ Khánh Hòa rời khỏi sân thì đến lượt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng di chuyển vào để tập luyện. Hello. Chào ơi, gọi nhiều thế. Nhiều quá. Anh đang làm một cái YouTube. Dạ, trong sân cỏ trong ngoài được biết. Chất hả? Ừ. Thì phải vậy chứ, phải liên tục vậy chứ. Hello. Ừ. Từ từ, ra đồng bộ chứ. Hàng 3 đó, hàng 3. Ủa tập kính hả? Vậy là có phỏng vấn nha cả nhà. Interview rồi, có chiếc Lê Giang. Vậy là hôm nay chúng tôi sẽ phỏng vấn Patrick Lê Giang. Vừa rồi thì có những thông tin hỏi về trường hợp của một số cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chấn thương, nhưng mà hôm nay theo như quan sát của mình thì các cầu thủ trụ cột đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề nào cả. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào cuộc đối đầu ngày mai.
19:15 tối ngày mai chúng ta sẽ thấy. À đây Entep không biết là có thay giày tập hay không thì chúng ta cùng chờ. Nếu đi giày kia thì là tập phục hồi, còn nếu đi giày đinh thì là hoàn toàn khỏe mạnh, không vấn đề gì cả, thì chúng ta sẽ cùng chờ. Brandon Lucas thì hoàn toàn khỏe mạnh. Your opening match, we played with Khánh Hòa, so how do you feel about the next opponent? Vâng, chúng tôi đã có được sự chuẩn bị hơn một tháng rưỡi và tất cả các cầu thủ đều hướng tới mục tiêu là cố gắng thi đấu tốt ở trận đấu ngày mai. Tôi chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ có được sự khởi đầu tốt ở trận đấu ngày mai và chúng tôi hy vọng sẽ tìm kiếm chiến thắng. So the last season, Ho Chi Minh City lost two both game with Khánh Hòa. So do you know this, and what's your preparation for the next match? Yeah, it was last season. Ở mùa giải năm ngoái thì tôi có nghe là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thua Khánh Hòa cả hai trận. Tuy nhiên là bây giờ đã là mùa giải mới và chúng tôi hy vọng là sự chuẩn bị tốt sẽ giúp cho chúng tôi có được một kết quả tốt vào ngày mai khi đối đầu với đội bóng này. So what about your target and your purpose in the next match? Vâng, dĩ nhiên mục tiêu của tôi là phải giành chiến thắng rồi. Và tôi hy vọng là các cổ động viên sẽ cổ vũ để chúng tôi có thể thi đấu mạnh mẽ hơn. Và tôi nói rồi, đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi trên sân nhà. Vì vậy mục tiêu của chúng tôi không có gì khác ngoài giành chiến thắng cả. So why you choose to stay with Ho Chi Minh City one more season, and what do you think about the change of the tactics and formation about this season and last season? Vâng, việc tôi lựa chọn để tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bởi vì đơn giản là ngay từ những ngày đầu tiên tôi đến đây thì tôi đã cảm nhận đây là một gia đình, và cho đến bây giờ thì toàn bộ các thành viên, các đồng đội vẫn tạo cho tôi cái cảm giác như là một gia đình, và đó là sự lựa chọn của tôi. Thật sự thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi thi đấu ở đây, và tôi cùng với các đồng đội cũng mong rằng là ở mùa giải tới này thì chúng tôi sẽ chiến đấu cho mục tiêu đứng đầu bảng xếp hạng thay vì là lo lắng cho cái cuộc chiến chủ hạng giống như là ở mùa giải năm ngoái. First places in table, not fighting for relegation as last season. So about the change of the formation, so what do you think about this? Change? I don't understand. The formation about the... Formation, our team. Yeah. Yeah, we started to play... Vâng, như đã nói thì chúng tôi đã có một tháng rưỡi tập luyện cùng với nhau. Lực lượng năm nay thì cũng đã có sự thay đổi. Và chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng là sự thay đổi này sẽ giúp cho chúng tôi tiến bộ hơn trong thời gian tới. Bản thân tôi thì sẽ cố gắng để chơi lối chơi kiểm soát bóng thật là tốt ở vị trí thủ môn. Và mọi người hãy chờ xem chúng tôi sẽ thể hiện ở trên sân cỏ. Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt sau những gì mà đã thể hiện tốt trong cái quá trình chuẩn bị ở thời gian vừa qua. So what do you think? So what do you think about your new teammate Entep? Our new players. New players. Entep. I think they have. À, ý bạn là đang hỏi về những đồng đội mới của tôi đúng không ạ? Họ đến từ châu Âu, những cầu thủ chất lượng và cũng đã có khoảng thời gian thi đấu ở các đội tuyển, chẳng hạn như đội tuyển Pháp, và chính vì vậy mà đây là những sự bổ sung rất là tuyệt vời dành cho đội bóng của chúng tôi, và tôi hy vọng là họ sẽ thể hiện được mạnh mẽ khi mà bước vào mùa giải mới. Xin cảm ơn. They are really, really massive support for us, for our team, and we are stronger with them. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye bye.
Chúng ta vừa nghe xong phần trả lời phỏng vấn của Patrick Lê Giang. Chúng ta có thể thấy tinh thần của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới cuộc đối đầu với Khánh Hòa vào ngày mai rất khí thế. Hy vọng là người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thưởng thức một cuộc so tài hay và hấp dẫn vào tối ngày mai ở trên sân Thống Nhất này. Và lúc qua đường pit cũng sẽ có mặt để tác nghiệp và mang đến cho quý khán giả những hình ảnh mới nhất, hấp dẫn nhất về trước, giữa và sau khi trận đấu khép lại. Có thể nói là với sự bổ sung lực lượng, chất lượng với những cái tên như Minh Tùng, Hạ Long, Sầm Ngọc Đức, Patrick Lê Giang, Entep, Timite thì có thể nói là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng để hướng tới mùa giải mới. Như vậy là chỉ ít phút nữa thì các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ bước vào phần tập kính, chuẩn bị chiến thuật để hướng tới cuộc đối đầu với Khánh Hòa vào tối ngày mai. Vlog mà được biết rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của mình vào chiều ngày hôm nay, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Vlog mà được biết xin một like, share và subscribe cho kênh nếu như chưa đăng ký theo dõi. Xin cảm ơn Lop Manto đã đồng hành cùng Vlog mà được biết trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào tối ngày mai khi mà sân Thống Nhất mở hội chào đón V-League 2023-2024. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Sữa chua lớp Manto ứng cái bụng Free Your Flow.